Sáng ngày 17 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận. Điểm cầu thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí đảng ủy viên 16 phường xã. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tổ chức hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Trên tinh thần quán triệt kịp thời sâu sắc những nội dung của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các cán bộ chủ chốt của tỉnh, các huyện, thành phố, các phường, xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết hội nghị, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.